ngón tay có súng hay hay gọi là ngón tay lo sốt đây. Trẻ em mổ một tí, mổ mất khoảng 20 phút thời gian mổ, gần 20 phút mổ xong xuất xuất viện ngay. Này cắt chỉ tại địa phương đau không? Nam đau không? Đau. Đau hả? Bây giờ hết đau chưa? Hết đau rồi. Mới chưa cắt chỉ mà hết đau rồi. Cắt chỉ mà hết đau chứ. Ngón tay cò súng rồi. Ngón tay lòi xo. Đang còn một chưa cắt chỉ mà đau. Hết đau rồi. Đấy, mổ xong đi ra viện ngay, không cần phải nằm lâu đâu. Còn nguyên nhân thì chưa biết vì sao mà có gân này biết.